Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ học bài số 6 trong giáo trình Read and Learn Kanji N3. Bài số 6 này có chủ đề là Keishiki, cảnh sắc, phong cảnh. Các bạn quan sát các chữ Hán từ 81 đến 96. Chúng ta sẽ điểm qua một lượt. 81 là chữ du, có nghĩa là chơi trong từ chu du này. 82 là chữ vịnh, có nghĩa là bơi. 83 là chữ bì, là mệt mỏi. 84 là chữ noãn, có nghĩa là ấm áp. 85 là lương, là mát mẻ. 86 là tĩnh trong từ yên tĩnh. 87 là công trong từ công viên. 88 là viên, chữ viên trong từ công viên luôn. 89 là chữ nhập, có nghĩa là đông đúc. 90 là chữ liên trong từ liên quan, liên tục. 91 là chữ song, có nghĩa là cửa sổ. 92 là chắc, có nghĩa là bên phía. 93 là chữ diệp, là lá. 94 là cảnh trong từ cảnh sắc, phong cảnh. 95 là chữ ký trong từ nhật ký. 96 là chữ hình trong từ hình thức. Chữ đầu tiên là chữ du. Chữ du nếu mà quan sát phân tích thì nó sẽ gồm bộ này là bộ phương, bộ này là bộ phương này, bộ này là bộ nhân nằm, bộ này là bộ tử, và đây là bộ xước, là con đường. Thế nhưng mà bởi vì cấu kiện bởi rất là nhiều cái phần nhỏ nhỏ này, cho nên nếu mà tạo ra câu chuyện thì rất là khó nhớ. Do vậy ở đây mình không viết cái cách nhớ ở đây, mà các bạn sẽ dựa vào cái mặt chữ này để các bạn viết nhiều lần các bạn nhớ nhá. Đây là chữ du, chữ này có âm cư là aso, ví dụ trong từ aso bự là chơi, động từ. Danh từ là asobi, là trò chơi. Âm ôn là yu. Có trường âm hoặc là không có, có trường hợp là không có, nhưng mà đa số là có trường âm. Ví dụ trong từ yuenchi là từ nhiều dùng nhiều nhất của nó đấy, có nghĩa là khu vui chơi. Shuyu là chu du này. Và chúng ta lưu ý ấy là asobu là một tự động từ, do đó không dùng các dạng như là game muo asobu mà phải thay bằng từ shimasu. Đấy, chúng ta không dùng chơi game dưới dạng là game muo asobu, như dùng như vậy là sai. Thực ra là có một số cái từ khác của cái chữ du này, ví dụ như là du lịch hay là du học, thế nhưng mà thực tế người ta không có dùng cái cách nói đó. Ví dụ đây chẳng hạn này, chúng ta có cái, các bạn thử gõ yureki nhá, nó sẽ ra du lịch. Thế nhưng mà thực tế người ta không có dùng cái cách này, mà người ta dùng cái từ ryoko, là chữ lữ với chữ hành cơ. Hoặc là du học đúng nhỉ? Chúng ta cũng có yuga cự. Yuga cự là du học, thế nhưng mà người ta cũng không dùng, mà người ta dùng là chữ lưu với học đúng nhỉ? Yuga cự như thế này. Đấy. Đổi phông chữ một chút. Tiếp theo chúng ta có chữ vịnh. Chữ vịnh các bạn thấy ở phần bên trái là bộ thủy, ba cái chấm này là bộ thủy nhá. Phần bên phải này là chữ vĩnh trong từ vĩnh viễn, vĩnh cửu. Thì chúng ta có thể nhớ đây là thủy vĩnh viễn bơi ở trong nước đúng nhỉ? Đây là một người tên là thủy này, đây là gì đấy? Đây là vĩnh trong vĩnh viễn, thủy vĩnh viễn bơi ở trong nước. Chữ này có âm cư yomi là oyo. Ví dụ trong từ oyo ngự là bơi, là động từ. Một số danh từ là hira oyogi, đây là chữ bình đúng nhỉ? Chữ bình trong từ bình 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 đẳng hay là hòa bình, hôm trước chúng ta học đấy. Thì chữ hira oyogi này có nghĩa là bình vịnh, là bơi ếch. Se oyogi là chữ bối, bối là lưng đúng nhỉ? Vậy thì se oyogi là bối vịnh, là bơi ngửa. Âm ôn yomi của chữ vịnh này đọc là e, ví dụ trong từ sui e là chữ thủy ghép với chữ vịnh, có nghĩa là việc bơi lội. Kyo e là cạnh vịnh, là thi bơi. Một số kanji tương tự chúng ta có đây là chữ thủy đúng nhỉ? Chữ thủy này là nước này. Đây, chữ thủy đây. Bỏ cái phần này đi thì ra là chữ thủy nhá. Những cái chữ thủy này là nước và cũng đồng thời là bộ đúng nhỉ? Bộ thủ. Khi mà ở bên gì đấy, khi mà ở bên trái của chữ khác ấy, thì nó có dạng ba chấm như thế này. Đây là chữ băng, có một cái dấu phẩy ở đây đúng nhỉ? Băng đọc là gì nhỉ? Băng đọc là kori. Kori nghĩa là băng tuyết, băng đá nhá. Còn khi ghép âm nó đọc là hyo, ví dụ trong từ hyo, hyo tenka băng điểm hạ, có nghĩa là dưới điểm đóng băng. Ví dụ nhiệt độ âm người ta sẽ đọc là hyo tenka đúng nhỉ? Đằng đằng sau là độ đấy. Ví dụ như là âm 2 độ này, người ta sẽ đọc là hyo tenka ni độ. Tiếp theo đây là chúng ta có đây là chữ vĩnh. Chữ vĩnh, vĩnh này trong từ vĩnh viễn đọc là en đúng không?
Và đây là vịnh ngâm thơ, vịnh thơ thì chúng ta sẽ học ở trong phần kanji N1. Tiếp theo, các bạn có đây là chữ bì. Chữ bì ghép trên là bộ nạch. Bộ này là bộ nạch. Chỉ có loại bệnh tật và dưới là chữ bì trong da ấy, đúng nhỉ, biểu bì đấy. Thì chúng ta có thể chế cách nhớ đấy là bệnh ngoài da làm tôi mệt mỏi. Đây là bệnh này. Đây là da này. Bệnh ngoài da làm cho tôi cảm thấy mệt mỏi. Âm khương của chữ này là tsuka, đúng nhỉ? Tsuka không phải là tsukare nhé, ở đây bị sai sót một chút. Bỏ cái chữ D này đi. Tsuka ví dụ trong từ tsukareru là động từ nghĩa là mệt mỏi. Danh từ là tsukare là sự mệt mỏi. Âm onyomi đọc là hi, ví dụ trong từ hiro là chữ bì vĩ lao có nghĩa là cái việc sự mệt mỏi về thể chất do lao động nhiều. Thông tin bổ sung của nó thì những cái chữ nào mà có cái bộ này, có cái bộ nạch này thì nó thông thường liên quan đến bệnh tật. Ví dụ các bạn thấy đây là chữ bệnh, các bạn được học ở trong N5 rồi đúng không nhỉ? Ví dụ bệnh tật đây là gì nhỉ? Bioin đúng không? Đấy. Bệnh viện nhá. Đấy. Đây là chữ dịch này trong từ bệnh dịch này. Đấy. Đây là chữ tật trong từ bệnh tật, ở trên là bộ gì nhỉ? À, chữ chữ dịch này ở trên là bộ bộ nạch đúng không? Bộ nạch đây này, cái bộ này này. Dưới là bộ thù là một loại binh khí đấy. Bộ tật là gì đây? Trên là bộ nạch và dưới là bộ thỉ là mũi tên. Đây là chữ thống đúng nhỉ? Chữ dịch với chữ tật này thì N1 chúng ta mới học. Chữ thống đây là itai đúng không nhỉ? Itai. Các bạn được học cái từ này rồi. Là đau. Đấy, hay là các loại đau như là jutsu là đau đầu này. Đây là chữ gì nhỉ? Đây là chữ đậu. Chữ đậu các bạn thấy ở trên là gì đây? Trên là bộ nạch, dưới là gì đây? Dưới là chữ đậu nhá, trong từ mame ấy. Và toàn bộ chữ này cũng đọc là đậu. Thì ví dụ trong từ sư tô này, thủy đậu này. Đấy. Tiếp theo đây là chữ lỵ đúng nhỉ? Lỵ. Trong bệnh kiết lỵ, tiêu chảy. Tiếp theo chúng ta có chữ noãn. Chữ noãn ghép bởi phần bên này là bộ nhật, là mặt trời. Phần bên này là bộ chảo, là móng tay. Và đây là chữ dưới, chữ hữu là bạn. Vậy thì chúng ta có thể nhớ đây là khi gì đây nhỉ? Khi đặt tay lên người bạn dưới trời nắng thì sẽ cảm thấy ấm áp đúng không? Âm cương của chữ này là atata. Ví dụ trong từ atatakai là ấm áp. Động từ atatamaru là tự động từ có nghĩa là ấm lên. Atatameru là làm ấm, làm tăng nhiệt độ. Âm onyomi là dan, ví dụ trong từ dambo. Chữ noãn với chữ phòng có nghĩa là máy sưởi hay máy làm ấm hoặc là điều hòa chiều nóng. Ondana là ôn noãn có nghĩa là ấm áp. Danto là noãn đông, là mùa đông không lạnh. Về thông tin bổ sung thì chúng ta có một số cái từ chỉ sắc thái nóng lạnh của thời tiết. Ví dụ atsui của thời tiết là nóng, là dùng chữ thử, thì của cảm giác sẽ là từ atsui chữ nhiệt này. Đấy, ví dụ bên ngoài trời nóng các bạn dùng chữ chữ thử nhá. Còn khi mà nói súp nóng, canh nóng ấy, cơm nóng thì dùng chữ atsui chữ nhiệt ở dưới. Khi mà trời lạnh thì dùng từ samui nghĩa là lạnh về mặt thời tiết, còn nước lạnh dùng từ tsumetai, chữ lạnh là lạnh về cảm giác. Atatakai khi mà dùng chữ noãn là ấm về mặt thời tiết, thì khi dùng chữ atatakai cũng đọc giống như vậy. Đây là chữ ôn. Chữ ôn này có nghĩa là trong từ ôn đới đấy, có nghĩa là ấm về mặt cảm giác, ví dụ nước ấm. Tiếp theo chúng ta có chữ lương. Chữ lương ghép bởi phần bên trái là bộ thủy là nước và phần bên phải là chữ kinh trong từ kinh đô. Vậy chúng ta có thể nhớ chữ này đây là nước đúng nhỉ? Nước lên làm cho kinh đô mát mẻ. Đấy, hoặc là có nước thì kinh đô mát mẻ. Tưởng tượng là kinh đô rất là nhiều tòa nhà cao tầng đúng không? Nếu mà những ngày trời nắng thì rất là nóng nực, thế nhưng mà khi mà có mưa ấy, có nước rơi xuống ấy thì sẽ trở nên mát mẻ hơn. Chữ này có âm cương là sư, ví dụ trong từ sư si là mát mẻ này, sư mự là hóng mát, như sư mi là tịch lương, là hóng mát buổi chiều tối. Âm ôn đọc là rio, ví dụ serio in rio si đúng nhỉ, khá là dài đúng không? Serio in rio si có nghĩa là thanh lương ẩm, liệu thủy là nước ngọt đúng không, không cồn. Về kanji tương tự thì các bạn có một số cái chữ mà có cái chứa cái bộ này nhá, chứa cái bộ kinh này. Ví dụ đây là chữ cảnh trong từ phong cảnh, quang cảnh, thì học chúng ta nói sau. Đây là chữ tự sẽ có trong phần kanji N3 ở tập 2. À, kanji N2 ở tập 2. Chữ tự này trong từ có nghĩa là gì nhỉ? Làm việc đúng nhỉ? Sư cự này. Đấy, hay là trong từ gì đây? Trong từ siêu số cự. Tự chức có nghĩa là tìm việc, xin việc đấy. Siêu số cự.
Tiếp theo. Một chữ của kanji N1 thế nhưng mà cũng đôi khi các bạn sẽ gặp đấy là gì nhỉ? Đây là chữ kình. Các bạn thấy ghép bởi gì đây? Chữ ngư là con cá và đây là chữ kinh. Thì loài cá mà chỉ có người ở kinh đô được ăn là cá voi đúng nhỉ? Cá voi là Kujira. Đấy, các bạn thấy gõ nó ra Kujira này. Đọc cái chữ này là Kujira nhé. Tiếp theo chúng ta có chữ tĩnh. Chữ tĩnh ghép bởi phần bên trái là thanh. Đấy, phần này là thanh này. Phần bên phải là chanh. Thì chúng ta nhớ là trời xanh sau chiến tranh đúng nhỉ? Đây là hình ảnh bầu trời xanh sau chiến tranh. Thì khung cảnh đó nó thật là yên tĩnh. Chữ tĩnh này trong từ yên tĩnh. Âm khương yomi của chữ tĩnh là shizu. Ví dụ từ shizukana là tính từ đối na nghĩa là yên tĩnh. Shizumaru là động từ, tự động từ nghĩa là lặng đi, yên đi. Âm on yomi là c hoặc là jo, trong đó c được dùng nhiều hơn. Ví dụ desena là lãnh tĩnh, là điềm tĩnh, bình tĩnh, dùng cho người. Đấy, nó đồng nghĩa với từ, cái từ này nó đồng nghĩa với từ ochizuku. Ochizuku cũng là bình tĩnh nhưng mà ochizuku là động từ. Đây là anse là an tĩnh, yên tĩnh này. Seyo suru là tĩnh dưỡng, có nghĩa là nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Kanse là nhàn tĩnh, có nghĩa yên tĩnh. Và đặc biệt trong từ tĩnh mạch đọc là yomeku, nghĩa là tĩnh mạch. Một số kanji tương tự nó có gồm, nó có chung bộ gì nhỉ, bộ thanh. Ví dụ đây là chữ tình là trời xanh, đọc là gì nhỉ, hare đúng không nhỉ, hare ru có nghĩa là trời xanh này. Đấy. Hay là trong từ kaise, chữ khoái với chữ tình ấy, khoái tình có nghĩa là bầu trời xanh, trời đẹp. Đây là chữ thỉnh trong từ thỉnh cầu đúng không nhỉ, đọc là seikyu. Đấy, seikyu là thỉnh cầu nhá. Đây là chữ tinh trong từ tinh thần, ghép bởi bộ chữ thỉnh là bộ ngôn với lại chữ thanh đúng không. Đây là chữ, đây là bộ gì nhỉ, bộ mễ gạo với lại chữ thanh. Tinh trong từ tinh thần đọc là c trong từ seishin. Các bạn thấy gần như nãy mấy từ này đều đọc là c hết. Và chữ tình đọc, thì nó đọc hơi khác đi một chút, nó là đọc là jo với trong từ kanjo là cảm tình, tình cảm, đọc là jo. Và chữ thanh này là gì nhỉ, không, kunyomi là kiyoi. Đây, kiyoi. Và ghép âm cũng đọc là C, ví dụ trong từ C kết thanh khiết. Nhá. Tiếp theo chúng ta có chữ công. Chữ công các bạn thấy ghép ở bởi trên là bộ gì nhỉ? Trên là bộ bát là 8, dưới là mư hoặc là tư hoặc là khư gì đấy, tùy chúng ta. Thì chúng ta có thể nhớ đây là 8 đúng không? Đây là bát là 8 này, dưới là giống số 4 đúng nhỉ? Hoặc là chữ tư cũng là 4 đấy. 8 84 công chức thì đây là chữ công. Hoặc là đây là rất là ít nét, rất là dễ, các bạn có thể nhớ luôn nhé. Âm khương của nó là oyake nhưng mà rất là ít dùng. Ví dụ oyake no là công khai, công cộng. Âm ghép là ko, ví dụ koen là công viên, kohe là công bình, công bằng, kokai là công khai, koritsu là công lập, koshu là công chúng, komuin là công vụ viên, là viên chức. Về thông tin bổ sung ấy thì chúng ta có từ hamutoire là viết tắt của từ nhà vệ sinh công cộng, được sử dụng rất nhiều bởi giới trẻ Nhật Bản. Bởi vì nó có cái từ thôi đây, đây là chỉ nhà vệ sinh. Còn chữ hamu là tách ra từ chữ công dưới dạng katakana. Đây các bạn thấy đấy, trên là chữ bát đúng nhỉ, cũng đồng thời là chữ ha trong katakana. Đây là chữ mư đúng không. Và người giới trẻ Nhật nó gọi cái nhà vệ sinh công cộng là hamu thôi đây. Đây là chữ viên. Chữ viên ghép bởi bên ngoài là bộ, bên ngoài là bộ bộ vi nghĩa là bao vây, bên trong thì đây là bộ thổ là đất, dưới là gì nhỉ, dưới là bộ bộ khẩu, và dưới cùng nữa là giống một phần của bộ y đấy. Thế nhưng mà chúng ta cũng không cần quan những cái bộ như này thì rất là khó để tạo câu chuyện, chúng ta cứ nhớ nhiều lần, viết nhiều lần sẽ nhớ. Chữ này có âm cư là sono, ví dụ trong dạng sono nghĩa là khu vườn nhưng mà cực kỳ ít dùng, nó dùng cho tên riêng của một số cái đối tượng cụ thể. Ví dụ Eden no Sono ấy là vườn của Eden, một nhân vật trong câu chuyện đúng không nhỉ? Chúng ta sẽ không dùng nhiều cái từ này, cách đọc Sono này trong đời sống thực tế. Âm on là đọc là en, ví dụ koen là công viên, dobutsuen là động vật viên, là vườn bách thú, shokubutsuen là thực vật viên, là vườn bách thảo, yuenchi là du viên địa, là khu vui chơi giải trí, yochien là ấu trĩ viên, là nhà trẻ, enge là viên nghệ, là nghệ thuật làm vườn. Về kanji tương tự ấy, thì chúng ta có một số cái chữ mà có chứa cái phần này, cái phần bộ bên trong này. Ví dụ đây là chữ viễn,
Đúng nhỉ? Đọc là gì đấy? Đọc là thôi, đúng không? Đấy. Thôi. Hay là gì nhỉ? Trong từ vĩnh viễn đúng không? Ê ê này. Đấy các bạn thấy chữ chữ viên đọc là en, chữ viễn cũng đọc là en bởi vì cùng chung cái phần này là phần chỉ âm. Đây là chữ viên nghĩa là con khỉ, đọc là sa rự, âm cơn. Đấy. Sa rự. Tiếp theo, chúng ta có chữ nhập. Chữ nhập này ghép bởi bộ nhập này, đây là bộ nhập và đây là bộ xước là con đường. Vậy thì chúng ta nhớ rằng người này, đường này đúng nhỉ, con đường này này. Người ta vào, nhập nghĩa là vào đúng không? Đường này người ta vào liên tục nên bị đông, bị tắc. Âm cương của nó là cô hoặc là go. Ví dụ trong từ cô mự, động từ nghĩa là đông. Đông này nghĩa là đường đông hoặc là xe buýt đông vân vân. Moshi cô mự là thân nhập, là đăng ký. Cái từ này các bạn quá quen rồi đúng không? Có dạng danh từ là Moshikomi. Tobi cô mự là gì nhỉ? Phi nhập, là lao vào, bay vào, phi vào. Hitogomi là nhân nhập, là đám đông nhá. Zekomi là thuế nhập, là tính cả thuế, bao gồm cả thuế. Warikomu là cát nhập, là chen ngang, xen ngang vào hàng. Omoikomu là đinh ninh rằng, đúng nhỉ, cứ nghĩ rằng là như vậy, cứ cho rằng như vậy. Chữ này thì không có âm ôn thường dụng. Về phần thông tin bổ sung ấy, thì mặc dù phần lớn chữ Hán là mượn từ Trung Quốc, nhưng mà người Nhật cũng có sáng tạo thêm một số chữ Hán mới và người ta gọi đây là các kokuji, các gì nhỉ, các chữ do các quốc tự đấy, các chữ mà do nước họ tự sáng tạo ra. Thì chữ nhập này là một trong số những chữ mà do người Nhật tự sáng tạo ra nhé. Ngoài ra còn có một số chữ khác người Nhật sáng tạo ra, ví dụ đây là chữ động, động đây này, hataraku hay là rodo này, ở chữ tiếng Trung không có. Đây là hatake đúng không nhỉ, hatake ruộng khô này, đây là toge, hatake đây viết cách đọc là cho các bạn đọc âm cương thôi. Đây là toge là cái đèo đấy. Tiếp theo chúng ta có chữ liên. Chữ liên ghép bởi bộ bộ xa là cái xe và đây bộ xước là con đường. Vậy thì chúng ta nhớ là trên đường này, trên đường này xe này liên tục chạy đúng không, trên đường xe chạy liên tục. Âm cương của nó là chư hay là chư ra, ví dụ trong từ chư rê tê cự có nghĩa là dẫn đi, chư ra na rự là trải dài. Âm ghép đọc là đen, ví dụ trong từ đen đa cự có nghĩa là liên lạc, đen dô cự là liên tục, khan đen là quan liên, chữ Hán là quan với liên nhưng mà mang nghĩa là liên quan. Đen kyu là liên hưu, là kỳ nghỉ dài, kỳ nghỉ liên tiếp. Cô cứ sai đen gộ là quốc tế liên hợp, cũng liên hợp quốc. Về kanji tương tự các bạn thấy có chữ vận gần giống cái chữ này, thêm mỗi một cái bộ mịch ở trên này là giống đúng không, rất giống. Chữ vận này có âm cương là hakobu, hakobu là vận chuyển này. Đấy. Cái này các bạn được học ở N4 rồi nhá. Âm ôn đọc là ưng đúng nhỉ, con khá là nhiều từ, ví dụ undo này, vận động này, ưng ten vận chuyển này đúng không, rồi thì ưng mê vận mệnh vân vân, có khá là nhiều. Tiếp theo chúng ta có chữ song. Chữ song này ghép bởi phần trên cùng, đây cái bộ này là bộ huyệt, bộ huyệt là cái lỗ, đây là bộ tư khư này, dưới này là bộ tâm. Vậy thì chúng ta có thể nhớ đây là nơi xào huyệt riêng tư đúng không, đây là chữ, đây là bộ huyệt nhá, cái bộ này này, đây là chữ tư này, nơi xào huyệt riêng tư. Ở nơi xào huyệt riêng tư ấy, thì trong tâm trí đúng không, đây là chữ tâm, trong tâm trí hắn vẫn luôn nhớ về song cửa ngày xưa. Âm khương của chữ này là mado, ví dụ trong từ mado là cửa sổ, mado ngư chi là song khẩu. Đây không phải là chữ khẩu, đây là lại dịch là cửa và đây là cửa sổ đâu. Mado ngư chi ấy, nó là quầy giao dịch, quầy tiếp khách. Mado gawa no seki, song trác tịch, seki đây là ghế ngồi đúng không, thì mado gawa có nghĩa là phía cửa sổ, đây là ghế ngồi cạnh cửa sổ. Âm ôn đọc là so, trong từ do so kai đồng song hội là họp lớp. Đây là chữ chắc. Chữ chắc ghép bởi phần bên trái là bộ nhân, tiếp theo là có thể coi đây toàn bộ cái này đây là chữ tắc trong từ quy tắc, hoặc không thì có thể tách ra thành đây là bộ bối đúng nhỉ, bộ bối này là sò ốc và đây là con bộ đao là con dao. Thì chữ chắc này có âm cương là gawa hoặc là kawa, ví dụ migigawa là hữu chắc là bên phải, vậy thì hidarigawa là bên trái đúng không, diogawa lưỡng chắc là cả hai bên, mukogawa là hướng chắc là phía bên kia, phía đối diện, hantaigawa là bên phản đối. Đấy, vậy thì sẽ có bên tán thành sẽ là sansegawa đúng không, sotogawa là ngoại chắc là phía bên ngoài, vậy thì phía bên trong sẽ là
Uchigawa đúng nha. Có thể bổ sung thêm cái từ đấy vào đây. Uchigawa. Âm ôn, âm ghép của nó đọc là sô cự với trong từ sô-cư-men, nghĩa là trắc diện, khía cạnh. Tiếp theo chúng ta có chữ diệp. Chữ diệp ghép bởi gì nhỉ? À, bộ thảo đúng không? Bộ thảo, à, ở đây lại chưa chưa hoàn thành hết những cái phần ghép của bộ rồi. Đây là bộ thảo nhá, cái bộ trên cùng cái này. Dưới đây là chữ thế, trong thế giới và dưới là mộc và cây đúng không? Vậy thì chúng ta có thể chế chữ này là thảo mộc trên thế giới đều có diệp lục đúng không? Đây là thảo này, dưới là mộc mộc này. Thảo mộc trên khắp thế giới này thì đều phải có chất diệp lục. Chữ này có âm cương là ha hoặc là ba, ví dụ trong từ ha là lá cây. Kotoba là ngôn diệp, là từ từ ngữ hoặc là câu lời nói. Ochiba là lạc diệp, có nghĩa là lá rụng. Ochiru các bạn có đây là chữ lạc, có nghĩa là rụng đấy. Kareha là khô diệp, là lá khô. Hagaki là diệp thư, là bưu thiếp. Âm ôn của nó đọc là yo. Yo. Ví dụ trong từ koyo là hồng diệp, là lá đỏ. Và đặc biệt trong một từ nữa cũng viết là chữ hồng, chữ diệp nhưng đọc là momiji, cũng nghĩa là lá đỏ thì khác với nhau. Chúng ta xem ở phần thông tin bổ sung nhé. Khi cái chữ này nó đọc là koyo ấy, thì nó chỉ sự chuyển màu đỏ vàng của tất cả các loại lá cây vào mùa cuối thu đầu đông. Còn khi đọc là momiji thì chủ yếu sự chỉ sự chuyển màu đỏ vàng của cây cây phong, của lá phong. Thì ở Nhật thì đa số là chúng ta thấy là lá phong nhiều, rất là nhiều vào cái mùa đấy, do vậy là người ta sẽ dùng cách đọc là momiji nhiều hơn cái cách đọc là koyo đúng nhỉ. Tiếp theo chúng ta có chữ cảnh. Chữ cảnh ghép bởi phần trên là bộ, Nhật là mặt trời và dưới là gì đấy? Dưới là chữ kinh. Trong từ kinh đô, vậy thì chúng ta nhớ là cảnh mặt trời mọc ở kinh đô thì rất là đẹp đúng không? Nguy nga tráng lệ. Chữ này không có âm cương thường dụng, âm ôn là kê, ví dụ trong từ keki không phải là bánh ngọt đâu nha. Keki là chữ cảnh với chữ khí, có nghĩa là tình hình kinh tế. Fukeki là chữ bất cảnh khí, có nghĩa là suy thoái kinh tế hoặc là nền kinh tế ảm đạm. Fuke là phong cảnh, ghép chữ phong với chữ cảnh luôn. Yake là dạ cảnh, là cảnh đêm. Koke là quang cảnh. Haike là bối cảnh. Và đặc biệt trong từ cảnh sắc, nó không đọc dưới dạng là có trường âm mà chỉ đọc không trường âm là Keshiki, nghĩa là phong cảnh. Thì chúng ta có các từ sau đây là những từ đồng nghĩa là phong cảnh này, đó là Keshiki, Fuke và Nagame. Đó, những cái từ này các bạn lưu ý là đồng nghĩa với nhau. Có thể là trong phần thi từ đồng nghĩa người ta sẽ hỏi đấy. Tiếp theo chúng ta có chữ ký hoặc là kỷ. Nó ghép bởi phần bên trái là bộ ngôn nói và phần bên phải là chữ kỷ. Trong từ chi kỷ, tự kỷ. Thì cách nhớ đấy là nói với chi kỷ về cuốn nhật ký đúng nhỉ? Đây, đây là ngôn là nói nhá, đây là kỷ trong chi kỷ nhá. Toàn bộ chữ này là ký. Vậy thì cách nhớ đấy là nói với chi kỷ về cuốn nhật ký. Chữ này có âm cương là shiru với trong từ shirushi, shirusu. Shirusu là động từ có nghĩa là viết hoặc là ghi chép. Âm ôn là ki. Là ki, ví dụ trong từ nikki là nhật ký. Chữ nhật ghép với chữ ký này. Anki suru là ám ký, là học thuộc lòng. Kiji là ký sự, bài viết, bài báo. Kisha ký giả, là nhà báo. Kinyu suru là ký nhập, là ký vào, viết vào. Kinen là kỷ niệm. Kiroku là kỷ lục. Hiki là bút ký, viết. Đọc là ký hay là kỷ thì tùy thuộc vào cái từ đấy nhá. Ví dụ không ai nói là ký niệm hay là ký lục mà phải là kỷ lục hay là kỷ niệm đúng nhỉ? Và những cái từ vựng của cái chữ ký này khá là quan trọng cho nên tất cả đều bôi đen hết. Kanji tương tự thì chúng ta có một số chữ kanji có cái bộ bộ kỷ này, ví dụ đây là chữ khởi là gì nhỉ? Okiru đúng không? Okiru. Thức dậy này hay là okosu. Okosu. Đấy. Đánh thức hay là khởi động. Kido. Đây là chữ phối. Trong từ phân phối là kubaru. Hay là shihai. Cái này chúng ta được học ở phần trước rồi. Chi phối nhá. Đây là chữ phi trong từ hoàng phi đúng không? Ví dụ vương phi này. Ohi. Đấy. Kanji N1. Viết cách đọc đây cho bạn. Đây là chữ kỷ trong từ thế kỷ. Đọc là gì nhỉ? Seki. Chữ cuối cùng đấy là chữ hình. Chữ hình ghép bởi cái đây giống hình bộ gì nhỉ? Bộ nhất này, xong dưới là bộ cùng. Và gì đây? Và bộ cũng không giống bộ sam lắm. Chữ hình này thì nó giống hình bộ xuyên mà chúng ta làm sao đây nhỉ? Chúng ta lật ngược đi một chút đây. Đây.
Đây là dấu hình con sông mà chúng ta xoay đi một chút đúng không? Âm cương của chữ hình này là katachi hoặc là kata. Ví dụ trong từ katachi là hình dạng này, katami là vật kỷ niệm. Âm ghép đọc là gyo hoặc là ke. Ví dụ ningyo là nhân hình, là búp bê. Keshiki chữ hình với chữ thức là hình thức luôn. Keyoshi là hình dung từ, là tính từ. Đấy. Doshi là động từ. Để có thể viết thêm một số cái từ khác bổ sung vào đây nhé, bởi vì cái từ hình này rất là nhiều. Ví dụ các bạn có doshi này. À không, nó không liên quan đến cái chữ, nó lại là chữ từ chứ không phải là chữ hình. Hình dung từ là tính từ này. Kakoke là quá khứ hình, là thì quá khứ. Thì chữ hình này nó tượng trưng cho thì. Ví dụ thì hiện tại sẽ là genzaike. Đây. Genzaike nhá. Đúng không? Đây là các thẻ này. Ví dụ thẻ khả năng là kanoke, khả năng hình. Những cái thẻ chúng ta sẽ đọc là có chữ ke hết. Kesho là hình tượng. Zuke là đồ hình, là bản vẽ. Sehoke là chính phương hình, là hình vuông. Các hình dạng cũng đọc là chữ 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 hình này. Ví dụ như là gì đây? Hình chữ nhật là gì nhỉ? Chohoke đúng không? Đấy, trường phương hình này. Chohoke. Về phần chữ Hán tương tự thì chúng ta có đây là chữ hình trong từ hình sự. Nó ghép bởi phần giống giống cái bộ chữ hình này, nhưng mà bên này không phải là bộ này mà là bộ đao. Bộ đao con dao, ví dụ trong từ hình sự này. Keji hay là kebatsu hình phạt. Đấy là liên quan đến, hay là xử hình này. Hay là tử hình này, đấy. Các bạn thấy cứ liên quan đến pháp luật tội phạm ấy thì sẽ là chữ hình này. Còn hình này ấy là giống, là ghép bởi hình và dưới là thổ. Hình này đọc là kata trong kiểu. Đấy, kiểu này. Ví dụ các bạn có nhóm máu ấy là gì đấy? Ketsueki gata. Ketsueki gata này. Đấy, kata, nhưng mà khi mà ghép vào thì nó biến thành gata. Hay là gì đây nhỉ? Hay là moke, là mô hình. Moke này. Hay là ruike là loại hình. Vân vân. Thì khi mà dùng từ các bạn lưu ý sự sự khác nhau giữa ba cái chữ hình này nhá. Đấy. Thì bài học của chúng ta hôm nay là kết thúc, các bạn làm bài tập và xem lại video để ghi nhớ hơn. Chào và tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại trong các video sau.